Ngộ các chư vị bạn hữu, ngày hôm nay làm cái video này thì Phong Mô có vài điều muốn nói với các chư vị. Việc thứ nhất là để cảm tạ tri ân các chư vị trong suốt thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi Phong Mô để giúp kênh đạt được tới 2.000 sub như ngày hôm nay. Phong Mô rất là cảm tạ. Còn việc thứ hai, ở trong thời gian qua Phong Mô rất là cảm ơn đã hữu Tuần Bùi. Trong một lần ngẫu nhiên thì lần đầu tiên là Phong Mô cũng biết luôn là đã hữu ấy cũng ở bên này, nhưng mà ở khá là xa chỗ ở phòng mỗ. Thì nói chung là đạo hữu ấy có donate cho phòng mỗ một lượng bạc. Thì nói chung là cái lượng bạc đó thì như ở Việt Nam nó giá trị cũng khá là to, còn như ở bên này thì thực sự là số tiền đấy chắc là cũng chỉ đủ mua được tầm hai bao thuốc với lại thêm một chai nước. Tuy chỉ như vậy thôi nhưng phòng mỗ cũng rất là cảm ơn tấm lòng của Tuấn đạo hữu. Nếu như chưa vị nào có lòng muốn ủng hộ phòng mỗ bạt rượu miếng thịt thì cũng có thể donate ủng hộ. Số tài khoản Phong Mô sẽ để ở ngay bên dưới. Mà hiện tại Phong Mô cũng đang ở bên đất khách chứ không phải là ở nhà. Nếu chưa vị nào có lòng mà ở nhà muốn ủng hộ cho Phong Mô thì có thể donate vào số tài khoản của mẫu thần Phong Mô để cho mẫu thần Phong Mô mua bắp cải trắng ở ngoài chợ, vậy cũng đã đủ rồi. Phong Mô cũng sẽ để ở dưới luôn. Và sau đây thì là chuyện thứ ba. Thì là một lần như thế này, trong một lần tình cờ Phong Mô có ngang qua một tửu lâu thì thấy các chư vị lão bằng hữu ở trong đó đang tán chuyện rất là xôn xao. Phong Mô cũng khá là tò mò, thế là cũng bay vào nghe ngóng thử một chút. Thế là ở trong đó có một lão bằng hữu khởi xướng lên là ở thời điểm hiện tại có vị độc giả nào khá là ổn áp ở thời gian hiện tại. Thì Phong Mô cũng khá là tò mò và cũng có dòng tai lên nghe. Thì thực sự là cũng thấy được tên của Phong Mô ở trong cái phong tuấn bảng đó. Tuy chỉ là có một đạo hữu trên cả trăm vạn hữu hoặc là vài trăm đạo hữu, nhưng chỉ như vậy thôi Phong Mô cũng đã thấy rất là ấm lòng rồi. Phong Mô cũng rất là xin cảm tạ. Mà cũng chẳng biết cái vị đạo hữu đó hay có đang xem video của Phong Mô hay không nữa. Đây là chuyện thứ tư. Thì buổi chiều ngày hôm nay Phong Mô cũng thấy thêm được một bình luận nữa là ở trên kênh YouTube của mình. Thì là có một đạo hữu nói, nguyên văn là như thế này. Thì nói chung là thật giả khó phân, hơn tranh cũng khó để mà phân biệt. Thì nói chung là mỗi một người có một sở cầu, mỗi một sở thích, nên là Phong Mô cũng chẳng cơ cầu ai cả. Đến với Phong Mô rất là cảm tạ, rất là hoan nghênh. Và cuối cùng để tri ân tất cả các vị đạo hữu trong khoảng thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ Phong Mô và cùng với việc đạt tới được 2K sắp. Mà không may là cái tuần này Phong Mô cũng được nghỉ. Thì là theo lịch của Phong Mô thì là chắc là tầm cứ 5:30 và 6:15 ở trong tuần này sẽ lên được 2 tập truyện. Mà sau khi hết tuần này thì chắc chắn là cũng hết tri ân thôi. Mà cũng thật là may vì sắp đạt được tròn ở trong cái khoảng thời gian mà trong tuần này Phong Mô được nghỉ. Nếu như không tròn hoặc là không đạt được thì nói chung là Phong Mô vẫn sẽ lên video đều thôi, vẫn là 2 tập vào tuần này thôi. Và cũng chỉ có thế thôi. Hiện tại Phong Mô lại hẹn chư vị vào một ngày nào đó chúng ta sẽ lại tài ngộ. Còn hiện tại Phong Mô xin chân thành